Lãnh đạo cực hữu Anh công khai ủng hộ Tổng thống Putin. Ukraine đã thất bại ở mặt trận khắc cốp. Lý do Ukraine không bao giờ có thể gia nhập NATO. Nga nêu khả năng chỉnh sửa quy định sử dụng vũ khí hạt nhân. Hai phi hành gia Mỹ mắc kẹt ở trạm vũ trụ chưa biết ngày về. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với các tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Lãnh đạo đảng cải cách chống nhập cư của Anh, Nigel Farage đang hứng chỉ trích vì phát ngôn phương Tây khiến Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Farage trả lời trong cuộc phỏng vấn với BBC rằng, chúng ta đã kích động cuộc xung đột này. Tất nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có lỗi. Phản ứng trước phát ngôn từ ông Farage, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho hay, tuyên bố của lãnh đạo phe cực hữu là hoàn toàn sai trái và chỉ có lợi cho Tổng thống Putin lãnh đạo đảng cải cách đang tranh cử một ghế quốc hội từ khu vực Lạc Tông ở miền đông đất nước trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới. Đảng cải cách của ông hiện đứng thứ ba sau hai đảng lớn, nhưng được dự đoán chỉ giành được một vài ghế. Bình luận của ông đang hứng chỉ trích từ các chính trị gia khác. Bộ trưởng nội vụ James Cleverley lên án ông Farage vì lặp lại những lời biện minh từ Nga về chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đảng Bảo thủ Tobias Engwood gọi những bình luận này là gây sốc trong khi đó quan chức phụ trách giám sát quốc phòng thuộc công đảng đối lập John Haley gọi những bình luận này là đáng hổ thẹn, thêm rằng lập trường của Farage khiến ông không phù hợp với bất kỳ chức vụ chính trị nào tại Anh. khi được hỏi sâu hơn về quan điểm đối với Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn, ông Farage nói rằng bản thân không thích ông chủ điện Kremlin về mặt cá nhân nhưng ngưỡng mộ ông Putin như một nhà điều hành chính trị vì đã quản lý được nước Nga. Trước những tuyên bố của lực lượng vũ trang Ukraine về những thành công ở mặt trận khắc binh sĩ Nga có tên Alexander đã trao đổi với hãng tin Federal Press EP về thực tế tại chiến trường. Quân nhân Nga cho biết, nếu đối phương tuyên bố rằng họ đã phá hủy nhiều thứ và mọi thứ đang diễn ra theo mong muốn của họ, thì tình hình trên chiến trường lại chứng minh nhiều ngược lại. Alexander cũng bình luận về tuyên bố của người phát ngôn nhóm tác chiến chiến lược Khorotista, ông Nazar Volosin rằng ép được cho là đã đánh bại các đơn vị Nga ở Volchansk. Binh sĩ Alexander cho biết, khi họ chiếm hai bãi đổ bộ và nói rằng người Nga đã không bỏ chạy, thì thực tế là khu vực đó đang biến thành vùng xám. Theo đó, các báo cáo về bất kỳ chiến thắng hay bước tiến nào của quân đội Ukraine đều nhằm mục đích tạo ra một hình ảnh truyền thông về cuộc phản công chiến thắng. Một chiều, nhưng thực tế thì lại ngược lại. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Mariana Bezuhala cho biết, Quân đội Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở Toresk, vùng Donetsk, và cũng chỉ trích tướng Yuri Sodon phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu tái đắc cử vào cuối năm nay, ông sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine thậm chí trước khi nhậm chức. Ông Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 22 tháng 6, rằng ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống và trước khi bước vào phòng bầu dục, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Ông cũng cam kết sẽ ngăn chặn Thế chiến thứ ba nếu trở lại Nhà Trắng. Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Ông Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã nắm chắc đề cử trở thành đại diện của Đảng Cộng hòa và Dân chủ ra tranh cử. Ứng viên đắc cử Tổng thống sẽ nhậm chức và chuyển đến Nhà Trắng vào cuối tháng 1 năm 2025. Ông Trump nhiều lần khẳng định có thể giải quyết nhanh chóng xung đột Nga và Ukraine nếu tái đắc cử. Ông thậm chí tuyên bố có thể chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24 giờ. Kênh truyền hình KBS dẫn lời lãnh đạo Cục An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chang Ho Jin tuyên bố nước này sẽ bỏ các giới hạn không cung cấp vũ khí cho Ukraine trong trường hợp Nga cung cấp các công nghệ quân sự hiện đại cho Triều Tiên trong khuôn khổ hợp tác song phương. Tuy nhiên, ông Chang Ho Jin không tiết lộ loại vũ khí nào và khi nào Seoul có thể cung cấp cho Kiev vì điều này có thể gây ảnh hưởng tới quan điểm của Moscow. Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng, một thỏa thuận hợp tác chiến lược với Triều Tiên đã được ký kết thỏa thuận này ràng buộc nga và triều tiên sẽ hỗ trợ lẫn nhau nếu một nước bị xâm lược ngay sau đó hàn quốc tuyên bố sẽ xem xét lại quan điểm của mình về vấn đề cung cấp vũ khí cho ukraine hiện tại seoul không trực tiếp cung cấp viện trợ quân sự cho kiev tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh nếu hàn quốc quyết định cung cấp vũ khí cho ukraine moscow sẽ thực hiện các biện pháp mà seoul phải hối hận theo trang telegram của bộ quốc phòng các binh sĩ của nhóm tác chiến vostok đang tích cực sử dụng xe máy trong các hoạt động tấn công vị trí phòng thủ của ukraine gần voleda các nhóm xung kích của ukraine thường bí mật tập kết gần vị trí phòng thủ của ukraine và bất ngờ sử dụng xe máy nhanh chóng tiếp cận tuyến phòng thủ của ukraine và tấn công xe máy gần như là trang bị tiêu chuẩn ở đây rất khó để bắn trúng một mục tiêu nhỏ và cực kỳ cơ động như vậy bộ quốc phòng nga thông tin với tốc độ cao, những binh sĩ lái xe mô tô lao vào chiến hào của kẻ thù và ngay lập tức tham gia chiến đấu. Trong thời điểm đó, những người điều khiển máy bay không người lái UAV của Nga hỗ trợ họ từ trên không. Theo các thành viên của đơn vị xung kích, khi tiến vào chiến hào, họ đã biết trước vị trí của kẻ thù, ổ hỏa lực để tấn công bất ngờ nhờ dữ liệu từ UAV trinh sát. Cùng với đó, các binh sĩ Nga cũng luyện tập trước các phương án tấn công vào vị trí phòng thủ của Ukraine để mọi hành động và phối hợp rất nhuần nhuyễn và nhanh chóng. Hồi tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, vấn đề thành viên chưa được thảo luận trừ khi Kiev đánh bại Moscow trong xung đột. Chúng ta cần đảm bảo Ukraine thắng thế. Đó là điều kiện tối thiểu để Ukraine trở thành thành viên của liên minh, ông Stoltenberg nói. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Dryadkov nhấn mạnh, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi hy vọng ông Stoltenberg hiểu điều này. Quan chức Ngoại giao Nga cho rằng ông Stoltenberg nên hiểu về những gì đã xảy ra sau khi NATO tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Bucharest vào năm 2008 về việc Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập Liên minh quân sự. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh điều này đã trở thành nguyên nhân dẫn tới phần lớn của khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Nếu các thành viên NATO lại sẵn sàng rơi vào cái bẫy tương tự, và lịch sử không giúp họ rút kinh nghiệm, họ sẽ lại bị đánh và vết thương của họ sẽ còn tệ hơn. Vì vậy, theo ông, việc Ukraine gia nhập NATO hiện bị loại trừ. Ba nước Bắc Âu thuộc NATO là Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy đã thống nhất thiết lập một hành lang vận tải quân sự để nhanh chóng di chuyển binh lính và thiết bị quân sự của NATO theo Telegraph và Daily Wrap, hành lang này sẽ đi qua lãnh thổ phía bắc của các quốc gia trên và cho phép triển khai nhanh chóng quân đội từ các cảng của Na Uy tới biên giới phía đông của Phần Lan trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến lớn ở trên bộ. Quyết định thành lập hành lang quân sự đã được Thủ tướng Na Uy, Thụy Điển và Tổng thống Phần Lan công bố trong một cuộc họp báo chung vào cuối tuần này. Việc lập hành lang quân sự trên được công bố trong bối cảnh căng thẳng trong vùng tăng cao và các hoạt động quân sự của NATO ở sườn phía đông cũng tăng. Theo trang web *Barents Observer*, thủ tướng Na Uy Jonas Gahr tuyên bố, hành lang quân sự sẽ đi qua lãnh thổ phía bắc của cả ba nước. Các nguồn tin của *Telegraph* cho biết, các nước NATO đang mở nhiều hành lang trên bộ để chuyển lính Mỹ và các xe bọc thép của nước này tới tiền tuyến trong trường hợp một cuộc chiến lớn trên bộ với Nga nổ ra. Moscow có thể thay đổi thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các mối đe dọa chống lại Nga gia tăng, theo lời người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrei Katapolov cảnh báo. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Andrei Katapolov ngày 23 tháng 6 cho biết, nếu chúng tôi nhận thấy các thách thức và mối đe dọa gia tăng, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể sửa đổi điều gì đó trong học thuyết liên quan đến thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân và quyết định sử dụng nó. Nhưng tất nhiên bây giờ còn quá sớm để nói về những chi tiết cụ thể, theo học thuyết hiện tại, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của nước Nga. Tại diễn đàn kinh tế quốc tế saint gần đây, tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đang cẩn trọng theo dõi những biến động của thế giới, những gì đang diễn ra xung quanh và không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi đối với học thuyết này dự thảo hiệp định hậu cần giữa chính phủ nga và ấn độ đã được phê duyệt đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố hợp tác quân sự giữa hai quốc gia thỏa thuận này nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc hỗ trợ hậu cần lẫn nhau trong nhiều hoạt động quân sự từ gìn giữ hòa bình đến hỗ trợ nhân đạo và tập trận chung sự hỗ trợ này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nhiên liệu bảo trì và cung ứng nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng Hiệp định này sẽ cho phép hai bên tiếp cận các cơ sở quân sự của nhau, bao gồm việc lực lượng hải quân Nga hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương IOR và Ấn Độ ở Bắc Cực. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này tiến hành đàm phán với phía Ấn Độ để hoàn thiện hiệp định. Khi được chấp thuận, thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm và sẽ được tự động gia hạn trước khi một trong hai bên rút khỏi thỏa thuận. Hiệp định hậu cần này tiếp nối truyền thống quan hệ quốc phòng giữa Nga và Ấn Độ, vốn đã được củng cố thông qua một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự toàn diện vào năm 2021, kéo dài đến năm 2030. Trong năm nay, một lượng triệu phú kỷ lục có thể rời Anh, nơi từng là một trong những điểm đến hàng đầu của những người giàu có. Theo CNN, trong báo cáo công bố gần đây, Tổ chức tư vấn J.P. Partners có trụ sở tại London ước tính có tới 9.500 người với khối tài sản ròng trị giá ít nhất 1 triệu đô la Mỹ sẽ rời khỏi Anh trong năm nay. Con số này nhiều gấp đôi số người rời đi trong năm 2023. Trong báo cáo, bà Hannah White, giám đốc điều hành CEO viện chính phủ, một tổ chức tư vấn độc lập của Anh nhấn mạnh, những con số này phản ánh sự tích lũy của các yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của Anh đối với những cá nhân có tài sản ròng giá trị cao. Bà cũng lưu ý những dư âm từ việc Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) còn gọi là Brexit tiếp tục tồn tại và thành phố London không còn được coi là trung tâm tài chính của thế giới. Báo cáo sử dụng dữ liệu của 150.000 cá nhân có giá trị dòng cao HNWI do công ty đầu tư New World Wealth cung cấp. Công ty này chỉ tính những người ở Anh trong hơn nửa năm và tập trung chủ yếu vào các nhà sáng lập công ty, chủ tịch, CEO, các giám đốc và đối tác quản lý. Trong những năm gần đây, nước Anh đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số lượng người giàu. Kể từ năm 2017 đến năm 2023, có 16.500 triệu phú rời Anh. Cuộc di cư liên tục khỏi Anh là một phần trong cuộc di cư của giới siêu giàu trên toàn cầu, dự kiến sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. NASA lại một lần nữa hoán ngày trở về trái đất của hai phi hành gia, Bush Wilmore và Sunny Williams, đang mắc kẹt ở trạm vũ trụ quốc tế ISS theo Fox News và Space, hai phi hành gia Mỹ dự kiến trở về trái đất vào ngày 26 tháng 6, nhưng trục trặc xảy ra với tàu Starliner của Boeing khiến thời gian trở về của họ sẽ kéo dài hơn so với kế hoạch. NASA ngày 21 tháng 6 cho biết, cơ quan này và Boeing cần thêm thời gian để xem xét trục trặc của động cơ đẩy và dò dỉ khí heli. Ban lãnh đạo của NASA và Boeing đang điều chỉnh thời gian quay trở lại trái đất của tàu vũ trụ Starliner. Wilmore và Williams đều là cựu phi công thử nghiệm của Hải quân Mỹ, được cho là không vội rời trạm vì nơi này đã có đầy đủ những thứ cần thiết. NASA cho biết thêm lịch trình của trạm tương đối mở cho đến giữa tháng 8. Sứ mệnh ISS là chuyến bay vào vũ trụ có phi hành đoàn đầu tiên của Boeing sau hơn một thập niên lên kế hoạch, trong đó hai lần phóng đã phải hủy bỏ. Sứ mệnh này dự kiến chỉ kéo dài 8 ngày, nhưng do gì khí heli và các vấn đề khác đối với động cơ đẩy của tàu vũ trụ khiến nó phải trì hoãn việc trở lại trái đất. Ban đầu, tàu Starliner dự kiến trở về trái đất là ngày 13 tháng 6. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 6, NASA và Boeing cho hay chuyến trở về trái đất bị đẩy lùi nhưng không muộn hơn 18 tháng 6. Tuy nhiên, tới ngày 18 tháng 6, ngày khởi hành lại bị hoãn một lần nữa tới 26 tháng 6. Wai Thang, một chú chó Bắc Kinh 8 tuổi vừa giành ngôi quán quân trong cuộc thi chó xấu xí nhất thế giới năm 2024. Đây là lần chiến thắng đầu tiên của Wai sau 5 lần thi. Theo Telegraph và BBC, cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hội trợ Somona Marine năm 2024 ở California, Mỹ với 8 ứng cử viên. Phần lớn những con chó tham gia cuộc thi này đều được các trung tâm chăm sóc đặc biệt cứu khỏi cuộc sống lang thang ngoài phố trước khi được gia đình mới của chúng nhận nuôi. Walthang, hiện sống tại Oregon, ngoại hình xấu xí độc nhất vô nhị của nó là do lúc mắc bệnh sốt Z mới 10 tuần tuổi. Căn bệnh khiến Walthang ngừng phát triển, lưỡi của nó thường xuyên lủng lẳng ngoài miệng, ngoài ra con vật còn bị rối loạn cơ ở một bên chân. Cuộc thi chó xấu xí nhất thế giới đã được tổ chức suốt gần 50 năm qua. Mục tiêu của cuộc thi là tôn vinh những điểm không hoàn hảo và khiến tất cả các con chó trở nên đặc biệt và độc đáo. Với giải quán quân, White House và chủ của nó là cô Anne Lewis sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá 5.000 đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.